bạn hãy trật tự xếp hàng ngay ngắn để Tiêu Ôn thông báo về luật chơi. Bạn nhỏ kia có chơi không? Nam một bên, nữ một bên, điểm danh từng bạn tên gì, thông báo. Bạn này chưa? Giới thiệu tên. Rồi em tên gì? Rồi hôm nay các em sẽ chơi một trò chơi với Tion. Đó là cá sấu lên bờ phiên bản mới. Phiên bản này là có Tion tham gia nữa. Tion sẽ làm người cá giải cứu cho những bạn bị cá sấu bắt. Và mỗi bạn ở đây sẽ thủ vai một loài vật mình yêu thích. Đầu tiên, bạn nào làm cá sấu giơ tay. Để 1, 2, 3, bạn nào giơ tay nhanh nhất bạn đó được làm cá sấu. 1, 2, 3. Không, bạn nào giơ tay Tion chỉ định cho bạn làm cá sấu. Bạn này không được, mấy mẹ chậm lắm. Không sao, mấy mẹ chậm lắm, mình được lên tầng này nè. Rồi, mấy không có tay. Em muốn làm cá sấu không? Ai làm cá sấu? Rồi, bạn nhỏ này sẽ làm cá sấu. Lại đây Tion nói, em tên gì? Quang Nhật lại đây nghe Tion nói nè. Là em để ý bạn nào mà chạy lên trên bờ đó là bạn đó sẽ bị thua. Bạn đó sẽ làm cá sấu thay em nha. Bắt tiểu thì đi lên bờ đi tiểu. Nghe rõ không? Em làm mồm là cho em làm cá sấu luôn á. Tiếp tục đi nào. Rồi, cái bên bờ bên này nè, em bắt được mấy bạn. Rồi đưa vô cái đó là hang của em nha. Nè, rồi thí dụ em đụng bạn này là bạn đó phải nghe lời em, đi vô trong hang đó. Nếu mà Tion bị bắt thành nhóm cùng thua hả? Rồi, bạn đó phải chờ người đến giải cứu nha. Tất cả các bạn đều bị bắt hết vô trong đó mà không có ai giải cứu. Người cuối cùng bị bắt sẽ làm cá sấu. Hiểu luật chơi chưa? Người cuối cùng bị bắt sẽ làm cá sấu. Ở đây là chỉ có mình Tion được quyền cứu thôi. Tion là người cá. Đúng rồi. Nha, trò chơi trong vòng 10 phút. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu rồi đúng không? Chơi sau 10 phút nha. Rồi chạy đi, chơi đi. Em có 10 phút để bắt mấy bạn á. Nếu mà 10 phút mà em không bắt được hết tất cả các bạn là em thua. Mà hết 10 phút mà còn tất cả các bạn đều bị em bắt thì em thắng ha. Còn được luôn, muốn bắt bao nhiêu bạn cũng được, miễn còn sót lại bạn nào trong đây là em thua ha. Để bắt đầu chơi đi mấy em ơi, giải thích hoài cũng mệt quá. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi mấy bạn chơi đi. Trò chơi người cá và cá sấu xin được phép bắt đầu. Rồi em bị đụng rồi đó, em đi vô.
nói tôi lần với câu nói này rồi, mấy em phải nói câu khác. Vợ đẹp gái
kia em nghe hoành tráng quá. Để anh thử coi trí não của mấy em hoạt động cỡ nào. Vừa bị áp lực tâm lý rồi, vừa mệt mỏi nè, vừa bị dí bắt nè. Miu là trọng tài đi cha, trọng tài công bằng nhất. Trọng tài công bằng nhất hả? Cũng lạ lạ rồi, bác đi. Đi đi. Rồi xong chưa? Còn một phút cuối cùng á mấy em. Trò chơi sẽ kết thúc. Bắt hết rồi thì vô. Tiếp. Trò chơi cuối cùng, những bạn bị bắt sẽ bị búng lỗ tai. Một phút cuối cùng, bạn nào bị bắt cuối cùng sẽ bị búng lỗ tai nha. Hả? Không, không cứu. Tự nhiên anh phải cứu. Phải có cái gì đó đặc biệt anh mới cứu. Người ta cứu động vật mà, chứ đâu muốn cứu người đâu. Mấy câu này nó lạ, kỳ quặc quá. Rồi phát. Phát, phát, cho phát. Ồ, hay quá, phát. Ủa, em không chơi nữa hả? Ờ, rồi bye bye em nha. Một phút đã kết thúc và tôi thấy là không có bạn nào bị bắt. Trò chơi cũng kết thúc. Nói tại tôi dạy cứu mấy bạn nói những câu mà tôi thấy thích nên tôi cứu.